mời các bạn nữ song ca cùng nghệ sĩ diễn viên Lâm Phương, nguyên phó chủ nhiệm biên tập cổ nhạc UNESCO 2010 nhóm nghệ sĩ Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh năm 1996. Trích đoạn Lưu Xuân Bá Chú Anh Đài, tác giả Đức Phương. Dạ thưa tiểu thơ, dạ tôi họ Lưu, tên là Sơn Bá, từ Hàng Châu đến đây để thăm viếng một người bạn học. Dạ bạn tôi là trai, tên là Chúc Anh Đài ạ. Dạ không, tiểu thơ đừng đùa như vậy mà, tội nghiệp cho tôi. Trước huynh đến thăm em cho thỏa lòng thương nhớ, sao nữa là muốn nói đến chuyện cầu hôn. Sợ gì anh chậm trễ, vì cứ tưởng người hỏi Trúc là trai. Nhờ sư mẫu cho anh biết em đây là gái. Ôi khi nghe được thì nỗi mừng vô hạn, hạnh đức dẫm quan ngạc, đến đây cho kịp dịp cầu hôn. Thank you.
tưởng đến đây duyên nợ sẽ thành, nào ngờ đâu đôi lứa chẳng nên duyên. Thôi huynh còn ở lại làm gì nữa, chỉ khổ cho muội thêm. Kêu biệt, xin kêu biệt.
Ai phân ly tình đầu sâu gian dơ.